7 tác dụng long nhãn đối với sức khỏe mà bạn cần biết. Dược liệu Hoà Bình. Long nhãn là gì? Long nhãn hay còn được biết với tên gọi là nhãn nhục, long nhục, á lệ chi. Bộ phận dùng là phần áo hạt hay gọi là phần cùi đã được phơi hoặc sấy khô, là bộ phận chủ yếu được dùng làm dược liệu. Ngoài ra, các bộ phận khác như hạt, lá hay rễ cũng được ứng dụng làm thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền. Long nhãn có độ dày mỏng khác nhau phụ thuộc vào nhiệt độ sấy, có màu vàng hay màu nâu đậm. Có mùi thơm nhẹ đặc trưng, vị ngọt, mềm dẻo, mặt ngoài nhăn mặt trong láng mịn. Cây nhãn thích hợp trồng ở vùng nhiệt đới, là loại cây ăn trái sống lâu năm. Dinh dưỡng có trong long nhãn. Trong long nhãn có chứa các khoáng chất và vitamin. Vitamin C, vitamin A, kali, riboflavin, vitamin B2, chất đồng. Mỗi khẩu phần ăn 20 miếng long nhãn tươi có chứa lượng calo 38, carbohydrate 10g, chất đạm 1g, chất béo, chất xơ và đường 0g. Tùy vào độ tuổi, một người có thể dùng từ 9 đến 18g long nhãn mỗi ngày. Thời điểm tốt để ăn long nhãn là 1 đến 2 giờ sau ăn, tránh bị cào ruột nếu ăn lúc đói. Kiểm soát huyết áp. Vitamin C giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, hạ huyết áp. Theo một số nghiên cứu cho thấy sử dụng vitamin C điều trị huyết áp cho chuột có chế độ ăn nhiều muối. Kết quả vitamin C làm giãn các mạch máu từ tim nên việc nạp muối làm tăng đáng kể huyết áp, nhưng đã bị suy giảm khi điều trị bằng vitamin C. Hiện nay chất dinh dưỡng kali đang có mức tiêu thụ thấp, con người có xu hướng sử dụng natri gấp đôi lượng kali. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng là lý do khiến nhiều người mắc bệnh cao huyết áp. Vì vậy, lượng kali trong long nhãn cũng góp phần kiểm soát huyết áp tốt. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể người, tác dụng này đã được chứng minh trong phòng thí nghiệm. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung trái cây vào khẩu phần, ví dụ nhãn có chứa vitamin C, của người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ giúp bảo vệ sức khỏe của họ. Vitamin C giúp làm giảm độ cứng của động mạch, từ đó góp phần vào cải thiện sức khỏe tim mạch. Cung cấp vitamin từ các loại rau củ quả mà không phải từ thực phẩm chức năng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất. Ngăn ngừa tổn thương. Khi bạn bị đứt tay hay các vết cắt trên da, sự lành lại của da cũng nhờ vào vitamin C. Vì chất này có khả năng thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, vết cắt, tăng sản xuất collagen và độ săn chắc của làn da, tạo nên làn da đẹp. Chống cảm cúm, cải thiện hệ miễn dịch. Vitamin C trong long nhãn giúp chống cảm cúm và cải thiện hệ miễn dịch bằng cách hỗ trợ các chức năng tế bào khác nhau của hệ thống miễn dịch bẩm sinh và thích ứng. Bên cạnh đó, vitamin C còn có vai trò hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, ngăn ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và nhiễm trùng toàn thân. Vì vậy, thiếu vitamin C khiến hệ miễn dịch suy giảm, dễ nhiễm trùng. Giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Bệnh lý đục thủy tinh thể có thể do thoái hóa ở tuổi già hay bẩm sinh, gây thị lực giảm. Ở người cao tuổi, sự thiếu hụt riboflavin có thể tăng nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể. Khoảng 80% tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh này là do nguyên nhân thiếu hụt riboflavin. Vậy nên bổ sung riboflavin từ long nhãn và các nguồn khác là điều cần thiết trong phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể liên quan tuổi tác, giảm nguy cơ các bệnh về mắt. Chống lão hóa, làm đẹp da. Vitamin A chuyển hóa thành retinol có khả năng kích thích tạo tế bào mới, thiếu retinol da trở nên khô. Bổ sung vitamin A ngăn ngừa lão hóa sớm, bảo vệ da trước tác hại của ánh sáng mặt trời, giảm nếp nhăn, giúp da sáng và da đều màu hơn. Vitamin C có khả năng tái tạo collagen, có khả năng chống lão hóa, dưỡng ẩm dưỡng trắng, phục hồi cấu trúc da từ bên trong và làm chậm lão hóa từ bên ngoài. Ngăn ngừa loãng xương. Khả năng sản sinh collagen của vitamin C là một chất dẻo dai một phần của cơ, rụn, xương và nhiều bộ phận khác. Từ đó, giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương của con người. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và theo dõi những video hay về những cây dược liệu quý.